Hello, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của Nhân Nguyễn Production, nơi chia sẻ kinh nghiệm làm việc thực tiễn của một nhà sản xuất video. Trước khi bắt đầu video ngày hôm nay, mình muốn chia sẻ với các bạn một bức ảnh. Bức ảnh này có tên là Cần Cần Chờ Đợi. Đây là một bức ảnh cực kỳ nổi tiếng, nhưng ngày hôm nay mình sẽ không nói về câu chuyện đau buồn và những cái tranh cãi xung quanh bức ảnh này. Mình muốn đem nó ra là một ví dụ cho một nguyên tắc cơ bản nhất trong hội họa, nhiếp ảnh và điện ảnh. Đó chính là bố cục. Mình muốn chia sẻ với các bạn về những bố cục cơ bản nhất và dễ sử dụng nhất để giúp cho bức ảnh của các bạn trở nên sống động và thu hút người xem. Ok, let's get started. Bố cục hay tiếng Anh gọi là composition là cách để chúng ta sắp xếp những cái chủ thể hoặc vật thể làm cho nó nổi bật hơn so với những phần còn lại trong khung ảnh. Đây là nguyên tắc cơ bản nhất trong hội họa, nhiếp ảnh và điện ảnh. Một khi đã hiểu và biết cách sử dụng bố cục đúng cách thì nó sẽ giúp cho tác phẩm của các bạn trở nên sống động và thu hút người xem hơn. Có rất nhiều loại bố cục và những cái nguyên tắc sử dụng khác nhau. Tuy nhiên, ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ những cái bố cục đơn giản và dễ sử dụng nhất để giúp cho các bạn có thể áp dụng nó vào trong những cái tác phẩm của mình trong tương lai. Bố cục đầu tiên mình muốn nói đến đó chính là bố cục chính giữa. Đây là một bố cục cực kỳ đơn giản và cực kỳ dễ sử dụng. Ngay cả những người không biết gì về khái niệm nhiếp ảnh cũng đang sử dụng nó hàng ngày. Các bạn có để ý rằng mỗi lần mà chúng ta nhìn thấy một vật nào đó, nó luôn nằm ngay chính giữa mắt nhìn của chúng ta. Khi chúng ta sử dụng bố cục chính giữa cho bức ảnh thì ngay lập tức người xem sẽ hiểu được đâu là vật thể chính. Vì vậy mà các bạn dễ dàng bắt gặp những cái bố cục này trong những cái poster phim, nơi mà nhân vật chính luôn luôn đứng ngay chính giữa của poster. Các bạn có thể áp dụng bố cục chính giữa cho tất cả những thể loại nhiếp ảnh như là landscape, chụp phong cảnh, portrait, chụp chân dung hoặc là chụp đặc tả một cái vật nào đó. Tuy nhiên là vì nó quá đơn giản và nó mô phỏng lại những gì mà chúng ta nhìn thấy hàng ngày nên nó không tạo ra một cái sự thú vị hoặc là sự sinh động cho bức ảnh. Nhưng đừng lo, bố cục tiếp theo mà mình sắp nói đến sẽ giúp cho các bạn tạo ra một bức ảnh sinh động và thú vị hơn. Rule of Thirds hay còn gọi là bố cục 1/3. Đây là bố cục được sử dụng phổ biến và rộng rãi nhất trong giới nhiếp ảnh và được sử dụng từ rất là xa xưa. Tuy lần đầu tiên được nhắc đến bởi John Thomas Smith vào năm 1797, nhưng các bạn có thể dễ dàng tìm thấy bố cục này trong những bức tranh nổi tiếng vào thời kỳ phục hưng, thời kỳ thịnh vượng nhất của hội họa. Và cho đến khi con người chế tạo ra được máy ảnh thì họ cũng áp dụng tất cả những cái quy tắc trong hội họa đưa vào trong môn nghệ thuật mới này. Vì vậy, với bất kỳ ai tìm hiểu về nhiếp ảnh thì chắc chắn cũng một lần nghe qua khái niệm này. Bố cục 1/3 được tạo thành bởi hai đường thẳng song song nằm dọc và hai đường thẳng song song nằm ngang. Đối với bố cục 1/3, mắt của chúng ta bắt buộc phải di chuyển giữa những điểm khác nhau trong khung hình. Vì vậy, nó bắt người xem phải bỏ nhiều thời gian hơn để nhìn vào bức ảnh và hiểu được ý nghĩa bên trong của tác phẩm đó. Đối với những máy ảnh kỹ thuật số hay là camera phone hiện tại, các bạn hoàn toàn có thể mở tính năng Rule of Thirds lên để có những cái đường kẻ ở trên khung hình giúp chúng ta dễ dàng sắp xếp bố cục. Có một số tip mà mình muốn chia sẻ với các bạn về cách sử dụng bố cục 1/3. Các bạn có thể để đường chân trời trong lúc chụp phong cảnh ở đường light 1/3 phía trên hoặc là đường kẻ 1/3 phía dưới. Đừng bao giờ để đường chân trời nằm ngay chính giữa của khung ảnh. Đối với chụp ảnh chân dung thì mắt người sẽ thường được để ở đường kẻ phía trên 1/3 của khung ảnh hoặc là một trong hai điểm giao nhau ở phía trên. Còn đối với những bạn mà chụp travel, khi mà có một cái background, một cái khung cảnh rất là rộng lớn và nhân vật của chúng ta ở trong bức ảnh đó, chúng ta có thể xếp nhân vật ở một trong bốn những cái điểm giao nhau của khung hình. Bố cục tiếp theo mà mình muốn nói đến trong video này đó chính là leading light, đường dẫn. Đây là bố cục sử dụng những cái đường thẳng hoặc là đường cong trong tự nhiên trong cái môi trường trong khung ảnh của các bạn để có thể hướng mắt của người nhìn đến trực tiếp cái chủ thể mà chúng ta đang muốn thể hiện. Bố cục đường dẫn không nhất thiết phải là đường thẳng, nó có thể là khúc cong của một cái đoạn cua trên đường hoặc có thể là độ cong của một cái cây cầu. Bố cục đường dẫn này có thể áp dụng rất tốt trong nhiếp ảnh phong cảnh vì các bạn có thể dễ dàng tìm ra những đường dẫn này bằng những cái đường cong của con đường nè, những cái vạch kẻ đường, vỉa hè hoặc là thành cầu. Không chỉ áp dụng trong nhiếp ảnh phong cảnh mà chụp chân dung, các bạn cũng có thể áp dụng bố cục này để tạo nên một cái bức ảnh cực kỳ thu hút. Khác với bố cục chính giữa hoặc là bố cục 1/3, các bạn có thể mở cái tính năng này lên trên điện thoại hoặc là trên camera của các bạn. Đối với bố cục đường dẫn, các bạn phải phụ thuộc hoàn toàn vào sự quan sát môi trường xung quanh để có thể tìm ra những cái đường dẫn này. Tuy là không có sự hỗ trợ của phần mềm, nhưng nếu như các bạn tập cách quan sát và biết cách sử dụng bố cục này thì khả năng áp dụng của nó gần như là vô tận trong tất cả những cái thể loại chụp ảnh. Và bố cục cơ bản cuối cùng mà mình muốn giới thiệu trong video ngày hôm nay đó chính là Negative Space.
hay tiếng Việt gọi là không gian âm. Nghe có vẻ hơi trừu tượng đúng không? Nhưng mà các bạn hãy kiên nhẫn để nghe mình giải thích nhé. Có 3 nguyên tố chính cấu thành nên một bố cục của một bức ảnh. Thứ nhất là khung hình, là frame. Thứ hai là positive space, chính là chủ thể và vật mà mình muốn đặt tả. Thứ ba đó chính là negative space, là những gì xung quanh cái chủ thể đó không quan trọng. Não và mắt của chúng ta hoạt động rất khác với camera. Khi nhìn vào một vật nào đó về kích thước, màu sắc hoặc hình dạng, não sẽ tự động loại bỏ đi những cái thông tin không cần thiết. Vì vậy, những gì chúng ta nhìn bằng mắt thường, nó sẽ đẹp hơn so với thực tế. Và để khắc phục điều này trong nhiếp ảnh, chúng ta có thể tìm đến những cái không gian rộng lớn và loại bỏ đi những cái thành phần không quan trọng xung quanh để dồn hết sự tập trung vào chủ thể. Từ đó giúp cho người xem có thể hình dung được hình dạng và kích thước của vật thể một cách rõ ràng hơn. Bố cục này có thể dễ dàng tìm kiếm trong những cái bức ảnh silhouette, những bức ảnh chụp ngược sáng, hoặc là các bạn có thể lên Instagram và thấy được rất là nhiều những cái hot face áp dụng cái kỹ thuật này, áp dụng cái bố cục này. Khi mà họ chọn những cái bức tường trống, rộng hoặc là cửa garage để chụp hướng mắt người nhìn vào cái bộ outfit của họ. Và đó cũng là 4 cái bố cục cơ bản mà mình muốn giới thiệu với các bạn trong ngày hôm nay. Mình xin điểm lại. Thứ nhất là bố cục chính giữa, tập trung mắt người nhìn trực tiếp vào chủ thể ở trung tâm của hình ảnh. Thứ hai là rule of third, bố cục 1/3, bắt buộc người nhìn phải nhìn xung quanh bức ảnh để dành nhiều thời gian hơn và tạo nên một cái bức ảnh sống động. Thứ ba là bố cục đường dẫn, sử dụng những cái đường kẻ có trong môi trường, có trong khung hình để hướng mắt người nhìn đến chủ thể. Và cuối cùng là negative space, không gian âm, bằng cách loại bỏ đi hết tất cả những gì không quan trọng xung quanh của chủ thể để hướng toàn bộ sự tập trung vào nó. Việc hiểu rõ những cái quy tắc cơ bản này còn cho các bạn một cái kiến thức nền để giúp cho các bạn có thể phân tích những cái tác phẩm đẹp, từ đó biết được họ sử dụng những cái bố cục như thế nào để áp dụng vào những cái tác phẩm tương lai của mình. Những quy tắc này không phải là những điều bắt buộc, vì vậy các bạn hoàn toàn có thể phá bỏ những cái quy tắc để có thể tạo ra phong cách riêng cho bản thân. Tuy nhiên, để có thể phá luật thì các bạn phải biết luật trước, đúng không? Ngoài bố cục ra thì trong nhiếp ảnh còn có màu sắc và ánh sáng là những cái yếu tố mà giúp cho bức ảnh của chúng ta trở nên thú vị và truyền tải thông điệp một cách tốt hơn. Nhưng mình sẽ nói về nó trong những video tiếp theo. Nếu như các bạn cảm thấy video này có những cái thông tin hữu ích thì đừng ngần ngại bấm like và đăng ký kênh cho mình nhé. Ok, nói đến đây thì mình muốn nhắc lại bức ảnh ở đầu video mà mình đã cho các bạn xem, cần cần chờ đợi. Nếu như các bạn đã hiểu rõ 4 quy tắc bố cục mà mình vừa chia sẻ thì các bạn có đoán được bức ảnh đó sử dụng bố cục nào hay không? Hãy comment phía dưới cho mình biết nhé. Nếu như các bạn đã áp dụng thành công những cái bố cục đơn giản này và biết thêm những cái bố cục thú vị khác thì hãy đừng ngần ngại comment phía dưới, để mình và những bạn khác có thể học hỏi và chúng ta sẽ cùng nhau phát triển trên con đường sự nghiệp này nhé. Ok, và bây giờ hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Peace.